Nếu con cái bơm gắn máy dầu dân thể 1 số 8 này cho máy dầu này nha. Là sức 6 ngựa rồi, là 6. Ta theo là 60 nè, là nhiêu ngựa đây? 54. Rồi có đề luôn nè, có đề có bình luôn nè, có giật luôn nè, thấy không? Nào dân thể 168 nha. Vô ra rất qua 60 luôn đó không ta? Dạ. Vô ra 60 luôn không? Vô ra 60 luôn nha. Alo. Đây, dân thể 168 dành cho máy dầu nha, 6 ngựa nha. Máy này bơm nha, dạng như chữa cháy mạnh lắm mà con, bơm nén á, chuyên hút sâu đẩy xa. Bơm thén dân thể 168 dành cho máy dầu luôn nè. Alo. Đây là dân thể 168 dành cho máy xăng rồi con. Con dạng chữa cháy có đề có bình luôn phải không em? Có đề có bình hết rồi. Nó ngon lành nữa rồi con. Con có về chạy thôi. Dạng chữa cháy này nén ghê lắm. Thôi mở khớp nhanh coi nó. Khớp nhanh là phải lôi cái cạch hết mạnh cho em. Mạnh lên. Em bắt ở ngoài giọng vô coi. Rõ ra, rồi đứng quanh đứng đây đứng đây nè. Dạng như chạy chữa cháy rồi, rồi chữa cháy rồi. Quất. Đó, nó vậy đó con. Đó, nó dạng nhanh là chữa cháy là vậy đó. Bà con mua dự phòng ở nhà cũng ngon nè. Cái cơ sở nhỏ nhỏ là mua này xài được rồi. Một cái là một dân thể 168 thì nó mới xăng. Ở kia là 177, 168 thì mới dầu, kia 177 luôn. Nén chắc đã lắm à. Cái này là nén vô tư luôn. Cái này lỗ nhỏ. Bắt đầu là 77. Bây giờ có nước, có về nước cho ta luôn. Nước nhiêu khối em? Có riêng em, coi thử nhiêu khối em, 177 nhiêu khối vậy? Trong hướng dẫn nè, có không? Hả? Cái đó nó bằng cái số 8 á chú. Đúng rồi, số 8 rồi. Bằng 1 dân thể 1 á. Nói thứ. Còn dân thể 2 nè. Coi đi đọc thứ hai nhiêu khối rồi nói nhiêu khối đó. Hello. Hello.